Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn mình sẽ bứng ngò gai và cách trồng như thế nào. Thì ngò gai sử dụng trong ăn phở là nêm nếm canh chua rồi rất là thơm, mà nhiều bạn hỏi mình trồng như thế nào thì có hai cách trồng, hoặc là bứng cây con ươm ngay từ đầu, hoặc là mua cái cây ngò gai ở ngoài chợ, người ta bán ở ngoài chợ không cần có rễ đâu, chỉ còn có cái gốc màu trắng rồi các bạn dăm nó vẫn lên. Cái đó mấy video trước mình cũng có chia sẻ, hôm nay mình sẽ chia sẻ cận cảnh cho các bạn, thắc mắc của các bạn nha. Hoặc là các bạn ươm bằng hạt thì các bạn xem đây, đây có một cây ngò gai nó đang ra hoa. Nè các bạn thấy không? Nó già nè. Nó có hoa nè. Đây là hoa ngò gai nè nha. Thấy không? Mà nó chưa già. Hạt nó già nó sẽ màu đen. Thành những cái hạt này khi nó già ngắt vậy nè, mình thị phạm thôi chứ không phải cây này già đâu nha, nó mới ra bông, nó ngắt ra vậy rồi mình dò thành những cái hạt, trong cái hạt già trong đây nó rớt ra rồi mình lên nè, thấy không? Rồi nó sẽ mình đem dăm, còn như cái này chưa già, còn không chứ các bạn cứ trồng ở trong đám vậy nè thì các bạn không cần dò, nó rớt xuống nó cũng lên nè, các bạn thấy không? Nói chung thì cũng dễ lắm, đất trồng nè, phân chuồng ở đây có cái chuồng hu sẵn, phân chuồng hu nè, trồng cứ mình rải lên nè. Bây giờ mình sẽ từ cái cây này nè, nó già nó rụng rồi nó lên cây con, mình bứng cây con là mình bằng đất trồng như thế nào, trồng trong chậu. Thì theo các bạn hỏi bứng như thế nào, trồng như thế nào là hiệu quả, hay đây mình lấy đầu mình sắn này, nhổ cũng được, nhưng mà trồng cho chất lượng ngay từ đầu khỏi suy. Mình đi giữa trưa nắng là nó nắng lắm. Cái bay này sẵn. Đây có đậu răm nè. Mình bứng đậu răm mình trồng chung với chậu khổng lồ. Chậu khổng lồ nãy giờ mình xới đất đã đầy rồi. Giờ bứng ngò gai trước cho các bạn. Cái này cây ngò bự nè, thấy không? Nó rụng xuống một bầy dưới đây, dễ trồng. Bứng là nhiều luôn. Rồi trồng. Tách ra. Cũng một bợi luôn rồi ăn tách. Chẳng bứng bụi rô răm luôn. Trồng chen canh. Chen kẻ chứ nói lộn chen canh. Răm mà nhổ lên cái gì.
canh ăn thịt gà nè, hột vịt lộn nè, gà xé khoai, gà bút gỏi, vịt heo gỏi, các thứ đều bỏ rau răm với lại rau ngò ôm nè, ủa ngò gai cho ăn thơm. Ok, bây giờ mình sẽ trồng cho các bạn xem. Nãy mình trộn phân mình quên cho các bạn thấy cách trộn phân cái chậu khổng lồ. Lấy nắng thì mình đi mình cũng không thấy đường. Là cái chậu luôn. Một nồi rễ. Răm nè, cái chậu chuẩn bị rồi nè, trộn phân nãy giờ, phân chuồng với phân của cái dừa. Ủa bậy, sữa dừa. Mấy bụi rau răm thức bụi này có chút xíu mà lên bông.
Ok, cái này nó tưới nước nữa nha. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt các bạn, đọc các video sau.